Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với game One Root này nhé mọi người. Thì mấy bạn biết đó, thì cái video trước thì tôi livestream, tôi bị gọi là mấy đứa kia nó xúi giục tôi ăn cái trái macaron vô. Thì nhưng mà tôi cũng được gọi là trả lại cái trái OB rồi mọi người, được tặng lại cái trái OB rồi. Thì ngày hôm nay dù gì cũng đã ăn vào rồi thì mình sẽ làm tiếp cái chuỗi series, gọi là mình sẽ farm lên cái lấy cái chiêu cuối cùng và mình sẽ thử test sức mạnh của cái trái gọi là cái trái macaron này như thế nào nha mọi người. Nghe nói là trái đây là một trong những trái quỷ farm mạnh nhất hiện tại bây giờ, sao hơn mạnh mình không biết là hơn trái rồng hay không, nhưng mà mấy đứa mấy bạn kia kêu là cái này cũng rất là ghê, đam cũng rất là ổn, nhưng mà mình không biết là như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái sự xuất hiện mới của bạn, có một bạn tên là Gió Bảy sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái video gọi là mình sẽ farm ngày hôm nay nhé mọi người. Thì mình sẽ cố gắng farm lên video này lên full full 1000 mastery của cái trái macaron này luôn, để chúng ta sẽ test đam thử và làm này làm kia ha. Thì lúc nào cũng vậy, thì đầu video thì mình sẽ bình luận như vậy thôi, sau video thì và quên nữa, kỳ này mình sẽ cắn x2 rồi nhé mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới chúng ta đánh nha. Bạn này kêu mình là sẽ đánh nhiệm vụ ở dưới thì nó sẽ ngon hơn. Đây bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đây nhé mọi người. Bạn này kêu với mình là đánh nhiệm vụ này thì nó sẽ ngon hơn. À, đánh con này nó sẽ ngon hơn à, đánh con này ngon hơn à, đâu để con này để xem thử coi nó ngon hơn như thế nào. Con này không cần nhiệm không không cần nhận nhiệm vụ ha em, không cần nhận. Ồ bạn này kêu mình đánh con này không cần nhận nhiệm vụ à, mình ông này là một level 8000 mà ổng cho mình đó là cái súng nước. Không anh ơi, ok, nếu mà không cần nhận nhiệm vụ thì mình nghĩ thì vậy 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 thì mình không có Billy đấy. Billy đấy ấy, nếu mà đánh con này không thì chúng ta sẽ không nhận được Billy nhé. Không có Billy ấy, nhưng mà bị đánh con này thì nó sẽ không bị dụng, vấn đề là không có Billy á. Con này hay người ta level nhận nhiều, có anh hả? Bằng bằng nhiệm vụ không, nói chung thì mình phải trải nghiệm cái những người nào người ta đi trước, người ta sẽ trải nghiệm để cho chúng ta biết. Là em không không biết hả, như nào bạn này kêu là không nhớ nữa. Ok, để cho bây giờ mình sẽ thử đánh một con này ha, đánh thử một con đi. Đấy, bây giờ chúng ta thử đánh thử một con đi để xem thử con này bao nhiêu tiền nhé mọi người. Đánh thử một con nhé, con này thì 5 triệu mấy máu, thì mình cần đánh con này thì chỉ có 5 triệu mấy máu thôi à. Có 5 triệu mấy máu thì mình đánh chỉ cần một xíu là đủ đá mà. Ơi em kêu nó đi, kêu đi để xem có anh được bao nhiêu Billy. Em kêu đi, anh kêu đi, em phụ anh thì em kêu nó đi, anh đủ đam rồi đấy. Con này thì chúng ta sẽ nhận được chỉ có 120 mấy nghìn Billy thôi, ít em à, chỉ có 123k Billy thôi. Ở trên thì chắc là để mình lên mình nhận thử cái nhiệm vụ ở trên nhé. Nhận giờ thử cái nhiệm vụ ở trên coi nó sẽ ra là bao nhiêu Billy. Mấy level anh hả? Cái này thì chúng ta sẽ nhận được là hơn 400.000 Billy. Con này ngon hơn, con này ngon hơn em ạ. Con này ngon hơn. Con này ngon hơn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử test lại nha. Con này thì mình sẽ cần đánh là 4 triệu máu mọi người ạ. Con này mình cần đánh là 4 triệu máu. Để mình test thử coi con này thì đương nhiên là con này nó phải ngon hơn, là quên nữa, mình sẽ cắn cái x2 vô nha mọi người. Đánh xong rồi, đánh xong cái này, chỗ này sẽ cắn x2 vô. Thì ngày hôm nay mình cũng như mọi lần trước thôi, mình sẽ quay một xíu khúc mình farm ấy, xong rồi mình sẽ cho mọi người lúc quay full chiêu của cái trái này thì lượng đam nó đưa ra thì nó sẽ như thế nào nha mọi người. Một trong những trái quỷ mấy bạn kêu farm là khá là ổn áp luôn ấy. Ấy cái này thì chúng ta sẽ đây Billy này, kinh nghiệm này khá là nhiều. Đấy, bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ này, xong mình sẽ cắn x2 vô nhé mọi người. Mình sẽ cắn x2 vô mà mình sẽ bắt đầu farm nhé. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna
what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình đã được cái level đó là 1.500 rồi mọi người ạ. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái, mình sẽ gọi là lấy haki, gọi là cái gì ta, lấy haki bá dương mọi người ạ. Thì đầu tiên để điều kiện là lấy được haki bá dương thì chúng ta cần cài lên level 1.600 nha mọi người. Thì bây giờ thì chắc là mình sẽ cài trước lên level 1.600, xong rồi chúng ta sẽ nhờ bạn Do Bảy này có thể là sẽ hỗ trợ mình lấy luôn cái haki bá dương nha mọi người. À, trong làm trong một đêm nay còn khoảng 48 phút ít 2 nữa thì chắc là mình nghĩ là mình sẽ cài lên level 100 level nữa chắc là dễ. Đấy, mà không biết là lên level 1.600 thì làm nhiệm vụ nó có nổi hay là không. Đó, chưa, nhưng mà trước tiên thì chắc là video này mình sẽ cài lên gọi là
level 1600 trước nha mọi người. Đang có ít 2 mà 40 mấy phút nữa thì chắc là mình sẽ cài lên level 1600 rồi mọi người ạ. Thì bây giờ mấy bạn mình cũng như mỗi lần á, mình sẽ farm và quay clip và bình luận, hoặc là không thì mình sẽ tu nhanh lên cho mọi người xem cái khúc mà mình cài lên level 1600. Bây giờ là 1505 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào chúng ta farm để không nó hết ít 2 với mọi người, mà mình cũng qua cái đảo của thằng Doflamingo rồi. Đấy, không biết là Doflamingo này có rớt cái vũ khí gì hay không thì mình không biết, nhưng mà cứ ngồi cài đi ha. Cài 95 cấp nữa, nói chung là lên trà ngưỡng 1600 thì chúng ta sẽ nhận được full nhiệm vụ để lấy cái Haki gọi là Haki Bá Dương nha mọi người. Thì Haki Bá Dương thì chúng ta sẽ tốn khoảng 50 triệu Belly, hiện tại mình đang có 87 triệu Belly, chắc là đủ rồi. Ok rồi ha. Bây giờ mình sẽ tập trung vào mình farm cấp nha mọi người. Con boss này xuất hiện khá lâu. Đấy, mình cũng đang xài cái trái Magnum đây. Trái này mình cảm giác là đánh khá là ổn mọi người. Con quái cái gì mà mình chờ con quái nó xuất hiện lên mình đánh phát nữa ha. Quái xuất hiện hơi lâu mọi người ạ. Con Doflamingo này. Đấy. Yo. Con Doflamingo này là 58 triệu máu thì chúng ta sẽ cần đánh 5 triệu 8 máu là đủ 10% nha mọi người. Đấy. Đánh hai mấy phát là đủ liền mà. Đấy. Vậy là đủ ở đây, vậy là đủ ở đây hả? Em kêu đi em. Đó, đủ đam rồi đấy. Bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ này. Đó, một cái là lên 6-7 cấp luôn mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cài nhá.